chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay, người dân cả nước lại quay trở lại làm việc trong trạng thái thời tiết rất tốt. Không khí lạnh tiếp tục suy yếu nhanh và di chuyển ra phía đông. Vùng áp thấp nóng ở phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần sang phía nước ta. Chính vì vậy mà Bắc Bộ trời khô ráo, không mưa và có nắng từ sớm. Vào buổi sáng, thời tiết mát mẻ với nền nhiệt độ dao động từ 22 đến 24 độ. Càng về trưa chiều, nhiệt độ càng tăng dần và cao nhất sẽ đạt khoảng là 29 cho đến 31 độ. Một số nơi vùng núi phía Tây do chịu ảnh hưởng nhiều hơn của vùng áp thấp nóng nên nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 31 đến 33 độ. Nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nguyên nhân gây mưa cho khu vực miền Trung trong những ngày vừa qua không còn, nên mưa chỉ xảy ra cục bộ ở vài nơi với lượng không đáng kể. Ban ngày trời có nắng và nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất ngày hôm nay, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến tận Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ phổ biến trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ và Tây Nguyên nằm ở rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo nên thời tiết có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều phổ biến là 29 đến 31 độ ở Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Về chiều tối thì những đám mây đối lưu vẫn phát triển, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực phía nam của Tây Nguyên và cả Nam Bộ. Mưa làm nền nhiệt độ giảm, trời trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, người dân vẫn cần phải đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố, lốc, sấm sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ở tại thủ đô Hà Nội, đêm và sáng trời nhiều mây và hơi se lạnh với nền nhiệt độ dao động là khoảng 22-23 độ. Tuy nhiên, chỉ đến khoảng 8 giờ thì mây sẽ giảm, trời có nắng và nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày sẽ đạt khoảng 28 cho đến 30 độ. Trời khô ráo, không mưa nên việc lưu thông đi lại của người dân cũng như là các hoạt động ngoài trời hoàn toàn diễn ra thuận lợi mà không lo tác động của thời tiết. Tuy nhiên là trời nắng như thế này thì dù nhiệt không cao nhưng quý vị và các bạn cũng cần phải trang bị các vật dụng che nắng như là ô dù, mũ nón để đảm bảo sức khỏe. Tại thành phố Cảng Hải Phòng ngày hôm nay cũng sẽ có một ngày ít mưa, trời vẫn nhiều mây vào thời điểm đêm và sáng sớm. Nằm xa về phía đông thì áp thấp phía Tây chưa có điều kiện để phát triển sang khu vực này nên vào lúc trưa chiều trời giảm mây hửng nắng. Nhưng cũng chỉ là nắng yếu và nhiệt độ cao nhất cũng chỉ tăng lên mức là 29 độ. Thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động mua bán của người dân thành phố trong ngày thứ 6 này. Xuống đến thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, thời tiết ở nơi đây cũng tương đối ủng hộ cho các hoạt động diễn ra ở ngoài trời. Trời phổ biến là không mưa, vào đêm và sáng thời tiết se se lạnh, nhiệt độ chỉ vào khoảng là 22-23 độ. Đến trưa chiều thì có nắng nhưng mà nhiệt độ không tăng quá cao, chỉ phổ biến là 27 cho đến 29 độ. Ngoài khơi thời tiết cũng tốt, nắng ráo không mưa, sóng gió không mạnh nên thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi đánh bắt. Thời tiết ở tại thành phố biển Đà Nẵng cũng tương đối tốt trong ngày hôm nay. Trời nắng sớm nhưng không quá nóng, mức nhiệt cao nhất vào lúc trưa chiều chỉ khoảng 31 độ. Về chiều tối và đêm trời chuyển nhiều mây và hầu như không mưa, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là 24 độ. Dự báo thời tiết trong những ngày sắp tới vẫn duy trì trạng thái ổn định nên hoàn toàn ủng hộ cho các hoạt động du lịch và hàng không ở tại thành phố này. Đến với thành phố cao nguyên Đà Lạt, thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo là vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 22 đến 24 độ. Tuy nhiên vào thời điểm sáng sớm và đêm, nền nhiệt độ duy trì ở ngưỡng rét chỉ khoảng 16-17 độ. Nếu có ý định đi du lịch ở tại thành phố Đà Lạt thì quý vị và các bạn vẫn cần phải mang theo áo khoác để đảm bảo sức khỏe. Vào lúc chiều tối thì trời có khả năng sẽ xuất hiện những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông. Do vậy, khi lưu thông ngoài trời vào thời điểm này thì quý vị và các bạn cần mang theo áo mưa để khỏi bị ướt. Thuộc khu vực Nam Bộ nên thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay duy trì trạng thái thời tiết mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là 32-33 độ. Tuy nhiên, do tác động của dải áp thấp xích đạo nên vào lúc chiều tối thì trời vẫn xuất hiện những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông. Lượng không nhiều nhưng cũng làm nhiệt độ giảm dần, thấp nhất về đêm khoảng 25-26 độ. Nhìn chung thời tiết tại thành phố thì vẫn thuận lợi cho giao thông cũng như là các hoạt động ở ngoài trời. Tuy nhiên quý vị và các bạn cũng cần phải lưu ý là vào lúc chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào và dông nên trước khi đi làm hoặc là ra ngoài đường thì quý vị và các bạn cần phải nhớ mang theo áo che mưa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 7 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại!